như trước quét qua thì dễ ăn hơn. Bỗng nhiên em vẽ hoặc một cái em chạy qua làm sách thì nó hơi đập tâm không? Dạ em cũng xin trả lời chị, và chắc là các quý cô chú anh chị và các anh chị phóng viên cũng đang thắc mắc điều này. Hiện tại thì xu hướng web drama và làm các phim cũng như là parody và các sản phẩm trên YouTube đang rất là được thịnh hành, và các anh chị các bạn đồng nghiệp của em cũng đổ vào để làm YouTube, đầu tư YouTube. Với em thì không phải là em không làm mà là em chưa làm, bởi vì em chưa tự tin. Có nhiều yếu tố để em chưa tự tin, ví dụ như là về kịch bản. Khi mà bắt đầu làm YouTube thì bắt buộc em phải có kịch bản thật sự ý nghĩa, bạn thật sự thích. Cái thứ hai nữa là vấn đề đầu tư, cái kinh tế mình cũng còn hạn hẹp, mình chưa dám nghĩ tới liều tới mức mà bỏ số tiền lớn để đầu tư vào YouTube. Cái thứ ba là em cũng chưa tự tin vào diễn xuất của em nghĩ là mình diễn chưa thật sự hay để đủ ra mắt sản phẩm YouTube. Nhưng để ra một quyển sách thì em có đủ cảm xúc, đủ chữ, đủ trải nghiệm, đủ thời gian để em ra một quyển sách. Và giữa một vấn đề là ra sản phẩm YouTube, nó còn ngoài tầm với của em và em chưa tự tin với điều đó. Và với một việc là ra một quyển sách thế này thì em tự tin hơn nhiều và an toàn hơn nhiều, chứ em nó nằm trong tầm với của em. Và em nghĩ ra sách vẫn là một sản phẩm đầu tiên của em trước khi ra mắt YouTube. Cảm ơn Minh Dự. Vậy là xong cái câu hỏi trong MC script rồi đó. Bây giờ chị hỏi thật cái này nè. Cái này phải trả lời thật. Chị đọc từ đầu đến cuối chị thấy nhân xưng á là em rất là nhiều. Hình vẽ minh họa thì là hình của một cô gái, và những cái tâm tư trong các cái tản văn á cũng là dành nặng về phía của một người phụ nữ đang tâm sự nhiều hơn. Vậy thì em sẽ giải thích sao điều này, em đang mượn nhân xưng để mà mình thay vai một cô gái trong Sài Gòn, hay là em đang muốn kể một cái câu chuyện nào đó của riêng mình hoặc những người bạn của mình? Thật ra thì nếu nó về cảm xúc và những câu chuyện mình trải qua để đủ viết cuốn sách này thì hoàn toàn không. Ngoài em ra còn những người bạn của em, và đa số những người tìm tới em để tâm sự và để giải bày cảm xúc trong tình yêu lại là những bạn nữ. Và khi mà mình viết những câu chuyện về nữ thì tất nhiên mình phải mượn nhân xưng là em để giải tỏa cảm xúc của họ. Và chắc chắn là những cái bài em viết trong này thì phát xuất từ những cảm xúc của bạn nữ để tìm đem vào tâm sự, giải bày những lúc buồn, lúc vui, và em hướng tới những bạn độc giả nữ nhiều hơn. Ấy vậy thì hẳn là những người bạn của em họ phải rất giống nhau về cách sống và về những câu chuyện, bởi vì trải dài từ đầu đến cuối này họ đều có sự nhất quán về một cái phong cách cô đơn giống nhau, trong một bối cảnh rất giống nhau và những tâm sự rất giống nhau và logic. Thực ra thì nếu mà nói giống nhau thì cũng đúng, tại vì khi từ cảm xúc của họ truyền tải tới em diễn đạt lại thì em phải hòa mình vào câu chuyện. Và mình không thể là hoàn toàn giống 100% cảm xúc của họ, giống 100% cách truyền đạt và cách cô đơn của họ. Em cảm nhận được sự cô đơn, được sự buồn bã của họ, và em truyền tải lại bằng góc nhìn cô đơn của em, cho nên là có sự nhất quán từ đầu tới cuối. Vậy Minh Dự ở đâu trong cuốn sách này? Dạ trong hết cuốn sách này luôn đó. Có nghĩa giống như là ốc mượn hồn đúng không? Dạ. Người ta mượn mình để mà mình có thể sống cuộc đời của họ và mình viết lại những điều này. Ở đây thì có một cái bài thơ em khoe là đã từng đăng trên báo cách đây một năm, nói về mùa thu. Em có thể chia sẻ với mọi người bài thơ này được không? Đây là cái cơ duyên của em phải không? Dạ. Trong quyển sách này thì có bài Quen nhau cho kịp thu ở trang số 14 và trang 15. Và em cũng xin chia sẻ đây là bài thơ đầu tiên sau những cái ngày tháng mà em còn học văn học trong trường Đại học Văn Hiến. Em tập tành viết trên cái laptop cũ kỹ cùi bắp của em. Thì cái cơ duyên là khi mà em chia sẻ với những tác giả, những cái đàn anh đàn chị của mình, thì có một anh tác giả nói là anh thấy cái bài thơ này cũng được, hay là anh gửi thử 5-6 bài cho tạp chí Áo Trắng thôi đi, rồi nhà thơ Đoàn Thạch Biền sẽ coi và có thể là đăng cho một bài. Lúc đó mình cũng không nghĩ là mình non nớt, mới có 22-23 tuổi thì sẽ được đăng đâu. Thì em cũng thử gửi 6 bài lần, chọn cái bài nào hay nhất rồi gửi cho chú Đoàn Thạch Biền. Rồi đúng 3 ngày sau, nhà thơ Đoàn Thạch Biền hồi âm lại cái mail của em là chú chọn bài Quen nhau cho kịp thu của con nhé. Lúc đó em rất là xúc động, bởi vì mình không nghĩ là mình còn nhỏ còn trẻ mà được đăng một bài thơ trên tạp chí Áo Trắng như vậy. Và em còn nhớ là sau khi mà nhận được cái phong bì, cái hiệu bút em là 150. Em mừng lắm, em chụp lại hè với tất cả các bạn bè, các anh chị của em. Là mình học văn, cái niềm hạnh phúc nhất của được đăng bài trên báo.
Và em nhớ là cái chuông mà bán báo quận tư, bởi vì thời buổi này kiếm một cái sạp báo lại đường rất là khó. Một người đọc báo online, đọc trên điện thoại, ít ai đọc báo giấy lắm. Và đặc biệt là cái thời em đọc mực tím, đọc Hoa Học Trò bây giờ cũng hết rồi. Thời này bắt ép mua thì có chứ tự nguyện chắc không có nhiều đâu. Em đi ngang một cái góc ngã tư, em gặp một cái chú bán báo, nói chú ơi cho con mua cuốn áo trắng tháng này. Chú nói chưa có lấy cái báo này, tạp chí áo trắng một tháng ra được có một quyển một số à, phải đợi. Nhưng mà mày có chắc chắn lấy không, tao bỏ công đi xe ôm lên lấy đem về, mày không lấy tao lỗ 30 ngàn. Thì nói là chú lấy đi con, chắc chắn con lấy. Thì ngày nào cũng hỏi thăm, thì hỏi tâm liên tục 3 ngày. Chú đều nói là chú bận, chú chưa lấy. Rồi hôm qua trời mưa, chú chưa kịp ghé tòa soạn chú lấy. Thì tới ngày thứ 3, chị đi ngang, em cầm được cái tạp chí áo trắng trên tay và bây giờ vẫn còn để ở nhà. Bài thơ đầu tiên được cảnh báo thì rất là cảm xúc. Dạ. Đúng là có hạnh phúc khi mặt trời tới đó, có hạnh phúc vì trăng rưỡi mà ra. Vấn đề không phải là do những bút, mà là do cái ước mơ của mình đã được khẳng định là mình có thể làm được. Nhưng mà vẫn có cái sự nghi ngờ của đàn chị. Chị Trác Thúy Miêu, chị viết một cái lời đề ngỏ như thế này nè: những trang thơ của Dự như vòng tay mở, nó quờ quạng tìm mảnh ghép cà chớn lạc lầm nào đó, ôm hụt vào khoảng không và để nhận ra mình đang ôm trọn chính thiên vị của cuộc sống hồn nhiên với đầy đủ cung bậc ghét yêu cười khóc. Nó bây giờ chắc đã già dặn hơn cái thuở nó viết lên những vần thơ đầu đời ấy ít nhiều rồi. Nên em mạn phép cũng được hỏi chị Miêu là khi chị viết những cái điều này á, ý là chị cho là Dự quá ngây thơ về tình, hay là chị nghĩ rằng bạn ấy đã trưởng thành hơn một chút? Dự là một, nếu mà không nhìn đến góc độ diễn viên ở một tay viết, Dự là một anh chàng khước từ sự trưởng thành. Đáng lẽ đến độ tuổi này và là một tên tuổi được rước được thỉnh của showbiz, chợ tình xôn tụ lắm em ơi. Rất nhiều mời chào dập dìu đến anh chàng có duyên, anh chàng thu hút, anh chàng có cái sự quyến rũ của tiếng tăm. Nhưng vì sao trong sâu thẳm đó mà Dự vẫn chọn cho mình một cái ngôn ngữ rất là cô độc như thế này? Tại vì đứa trẻ bên trong Dự chưa bao giờ có bạn. Đứa trẻ bên trong Dự vẫn đưa hai cánh tay ra phía trước chơi vơi, tìm ôm một cái gì đó, và để nhận ra rằng là nghệ sĩ chúng tôi có cùng một ngôn ngữ cô đơn. Đó là luôn đặt ra câu hỏi tự vấn rằng đám đông ở xung quanh ta là bởi ánh sáng của sân khấu hay bởi ánh sáng ta tự phát ra? Dự sẽ không bao giờ trả lời được cho mình câu hỏi đó. Và sự cô độc triền miên kể từ tuổi trẻ của Dự, vì tôi được biết là những bài viết của em ở đây là từ khi còn đi học. Cho nên có lẽ với cái bản năng của nghệ sĩ, Dự hiểu là cần nuôi sự cô độc đó. Và để nuôi được sự cô độc đó, phải nuôi trong mình một đứa trẻ không có bạn chơi. Và lời nguyền của tôi cũng là lời chúc của tôi vào ngày em ra mắt đứa con đầu tiên, là nguyền cho em vĩnh viễn cô độc để lấy năng lượng đó mà bước lên sân khấu và cho ra đời tiếp những đứa con sau. Đó là nhận xét của đàn chị, một người mỗi ngày vẫn đối diện với sự cô độc của mình bằng cách là nuôi 10 con búp bê cho hay à. Nhưng không phải búp bê không ma thôi. Dạ, búp bê thật, búp bê chơi thôi. Em nghĩ gì về nhận xét của chị Miêu khi bảo là em khước từ sự trưởng thành? Nếu mà nói khước từ sự trưởng thành thì cũng không hoàn toàn là đúng, bởi vì em rất muốn trưởng thành nhưng mà em vẫn cô đơn. Không cần chịu nguyền rủa đâu, em nghĩ là cô đơn dài dài. Và em nghĩ là một nghệ sĩ như em thì em cũng thích cô đơn, bởi vì khi mình nếm trải đủ nỗi đau, biết khóc nhiều là thế nào thì mới biết là nụ cười nó quý giá với khán giả như thế nào. Dạ. Tất nhiên là những gì muốn nói một cái đời tư của em, những mối quan hệ tình cảm em từng trải qua, vui có, đau có, em viết hết trong quyển sách này rồi. Và nếu ngày hôm nay bắt em nói cho hết, cho hiểu hết thì chắc chắn là không. Bởi vì em nói dài không biết bao nhiêu cho đủ, mà nó ngắn là không đủ ý của em. Nhưng mà với tựa sách là Hay Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau, thì em muốn kể cho tất cả mọi người ở đây một câu chuyện. Là năm nhất đại học của em, khi em vào trường thì sau một thời gian học gần một năm rồi, em phát hiện được một cô bạn cũng dễ thương lắm, để có tóc dài, hát hay, học giỏi và thường xuyên tham gia văn nghệ. Và một lần em vô tình kết bạn Facebook, đó là năm 2014, em kết bạn Facebook thì thấy là cũng hay đăng một cái status tâm trạng, cũng làm thơ làm văn ngắn ngắn. Thì em tìm được cái một cái người đồng quan điểm với em, bởi vì cô ta không có học trường.
với em một ngành khác. Thấy thú vị thì em kết bạn trò chuyện. Rồi trong những lần gặp văn nghệ, tập văn nghệ, rồi cà phê được một hai lần, em cũng thường xuyên chat chít rồi thăm hỏi. Em nói lại học văn, ước mơ của em là được ra một quyển sách tự tay em viết. Và cô bạn đó tên Tuyết, thường xuyên nhắn tin nói là mày có bài mới nào rồi, có đoạn thơ nào, câu thơ nào gửi cho tao đi, tao góp ý cho. Và Tuyết rất chân thành, khen là khen thiệt mà giỡn là chê thật, cho nên là em rất là quý cô. Em cũng hỏi là em để ý là cái da mặt, da tay và khắp người của bạn Tuyết á lúc nào cũng bị bong chóc lên hết á, và có khi những lúc trời lạnh thì bị đổ máu, ứa máu ra nữa. Thì em hỏi là Tuyết ơi, Tuyết bị gì vậy? Nó là Tuyết bị bệnh vẩy nến. Thì không sao hết trơn á, mỗi lần trời lạnh thì xúc thuốc nhiều vô rồi đi trị liệu trình thì nó sẽ giảm bớt từ đau đớn đó. Và cứ hỏi thăm la lon thanh là chị ơi, chừng nào mày ra sách, tôi đợi lâu quá rồi. Rồi năm nhất trôi qua, rồi tới năm hai là năm 2015, gần đầu năm 2016. Thì một ngày nọ Tuyết nói là chừng nào mày ra sách tôi đợi lâu quá. Đấy chắc cuối năm 3 tao ra, ráng đợi tao tặng mày cuốn đó. Ừ, chừng nào ra tặng tao cuốn ký tên luôn nghe. Nhưng mà tao báo cho bạn tin là tao phải nghỉ học. Hỏi sao vậy? Đó tại vì bệnh tao trở nặng, phải nghỉ học, phải điều trị cấp cứu liên tục 6 tháng để da nó không bong chóc, ứa máu ra nữa. Rồi vài ngày xong hỏi là Tuyết khỏe chưa? Thì em không thấy Tuyết trả lời. Em mới lên cái dòng thời gian của Tuyết thì em thấy bạn bè và mọi người chia buồn là Tuyết mất rồi. Mất trước khi mà em cho ra một quyển sách. Bây giờ các bạn tin nhắn cuối cùng, cái cuộc nguyện bóc giữa em với Tuyết vẫn là những cái dòng mà tao phải nghỉ học để điều trị liên tục 6 tháng về cái bệnh da của tao, và nhớ chừng nào ra sách tặng tao một cuốn nghe. Tất nhiên là cuộc sống mình phải mưu sinh, phải công việc, đam mê, nhiều thứ để chi phối. Có những lúc em quên đi Tuyết, bởi vì cũng không có thân thiết tới mức mà mỗi ngày nói chuyện. Nhưng khi em ra quyển sách, em chợt nhớ đến Tuyết và lục lại cái khung inbox đó, thì cái đoạn tin nhắn cuối cùng cũng còn ám ảnh em. Và em nghĩ là phải như lúc đó em từng có hứa hẹn, thì bây giờ em đã không thấy có lỗi với Tuyết và tiếc nuối quá nhiều. Và em thấy trên đời này thì cả trong cuộc sống lẫn trong tình yêu, các mối quan hệ của mình, tốt nhất nếu làm được cứ làm, chưa làm được thì phải cố gắng làm được. Bởi vì cái lời hứa hẹn đó khi mà mình làm được á thì người ta vui, nhưng nếu không làm được mình vừa áy náy và người kia cũng là một sự tổn thất nặng nề. Cho nên là hãy hành động đi và ngưng hứa hẹn. Cảm ơn chị. Nguồn gốc của quyển sách này chắc cũng vừa vặn để tổ chức vừa cái họp báo này, đúng không? Vậy thì không phải là vì lợi nhuận, vì đam mê là điều mà chúng ta đã biết rồi. Và chúng ta có thêm một câu chuyện nữa để hiểu là đôi khi có một số những cái cố gắng nó còn vượt ngoài đến cái lợi ích của bản thân. Và những bạn ở đây mà nghệ sĩ, các anh chị có rất là nhiều fan hâm mộ, hẳn cũng đã từng có những trường hợp tương tự. Có những người yêu thương mình vô cùng nhưng mà mình cũng chưa có cơ hội để mà được đáp đền lại những cái tình cảm đó thì họ đã đi rồi. Và chị cũng còn nhớ có một bạn tên là Trà My ở Đà Nẵng, cách đây một năm cũng như vậy, bạn cũng bị suy tim đột ngột. Thì cái status cuối cùng của bạn là chia sẻ về cuốn sách Cúc Họa My, và chị cũng chưa kịp gửi cuốn sách tới cho bạn thôi là hứa nữa. Thì thôi đừng có hứa hẹn gì nhau hết, mình cứ hành động đi. Mình muốn viết một cuốn sách thì mình viết, ai thương thì đến ủng hộ mình, ai hiểu thì mình đọc ha. Nhưng mà hôm nay á, em có nhìn thấy ở dưới là những anh chị rất là yêu thương mình ở trong nghề cũng góp mặt để chia sẻ cùng em. Thôi đi, chị xin phép là mình sẽ tiếp cận